Em xin chào quý anh chị cô bác nha. Thì giờ này cũng tối giờ khuya rồi đó. Đó. Thì giờ này em sẽ quay luôn để ngày mai khỏi quay nha anh chị. Ngày mai nhiều khi quay trễ chứ có khách lái hết. Đó. Bữa em bón cho cây đứa em ở Trà Bồng nha anh chị. Đó, trúng hai tờ ủi 100 triệu. Em ấy mua bãi tầm nó từ giờ có trúng giá lớn chưa? Em ấy nó là mua ở đây, trúng hai tờ ủi xếp trong được biệt nha anh chị. Ăn ủi là năm số này. Đó là một tà 50 triệu, hai tà 100 triệu. Đó, chặt con số này ví dụ vậy nha quý vị. Ví dụ mình số 0 thì nó số 2, số 3, số 4, số 5, số 7, ấy số 89 gì đó thì mình số 0 thì mình chặt số này thôi. Đó. Cho nên là mình thấy cũng mừng. Rồi thì giờ này thì mình quay cho quý vị xem đó. Để chúng ta thì lúc nào cũng có quý vị xem video của em thì lúc nào mình trong lòng mình có cái ý tưởng trong đầu mình có ý tưởng mình sẽ mua giấy số, cũng như em sẽ nhắc cho quý vị anh chị ai có duyên xem video của em thì cũng như nhắc mình có một cái gì đó để mà mình xem video đó là thấy vé số hàng ngày thì mình có thể mà mình mua một tài giấy số, đó là một cái duyên thì mong quý vị anh chị sẽ được những con số ăn ý. Số 94 đầu tiên số Gia Lai này ngày 13 tháng 10 rồi binh yếu luôn. Rồi em quay nhanh anh chị, ngày 13 tháng 10 thứ 6 năm 2023 giờ này hơi tối nha anh chị, hơi mờ nha. Rồi ngày 13 tháng 10 2023 rồi 94 26 53 39 20 17 35 59 72 90. Rồi số đây là đài Ninh Thuận nha anh chị. Ninh Thuận nha. 42 20 tờ nha. Đó, Ninh Thuận. Số 15 20 tờ. Đó. Hai số 2. Hai số 1, hai số 0. Hai số 3, hai số 8, hai số 9. Rồi anh chị, rồi em quay video xem cho anh chị mình xem giờ lại ngày mai em chỉ nhiều tờ thôi. 1 10 20 30 40 50 và 40 tà phụ nữa là 90 anh chị. Giờ like và Ninh Thuận ngày mai. Rồi. Anh chị nào mua vé số thì có thể ghé đi ngang qua chỗ em bón trên quốc lộ 24B, đồng 2 thôn Bình xã Tân Đông huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi để ủng hộ và tìm cho mình một tờ vé số, một con số ưng ý chúng ta để chúng ta có một cái niềm ngày vui trong ngày mai chúng ta sẽ được ông bà phù hộ tài lộc đến với mình. Rồi cảm ơn quý vị đã xem video của em. Anh chị nếu mà muốn mua số giữ lại số nay trước giờ là 5:20 anh chị điện số điện thoại 0968 634 712. Rồi chúc cho anh chị được may mắn phát lộc phát tài vào ngày mai. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị cô bác những video sau. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.